Nhìn cái gì bố xin giết cụ mới bây giờ. Chúng ta đã chung xong hết tất cả rồi. Và bây giờ mình đang ở trong Win. Thì trước tiên các bạn thấy là cái dòng nước này của chúng mình là đi nước từ... đi từ phần bơm này lên CPU lên ra từ lại xuống. Rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Điều đặc biệt đó chính là màu mè. Nhưng mà anh chủ hình như anh ấy thích một nét một màu cái gì không? Chỉ thích màu xanh thôi. Thì chắc là Tèo nữa sẽ chuyển sang màu xanh. Còn trước tiên thì chúng ta cứ bật cái Flash 5 đã. Để xem so với con tạo khí lúc nãy thì nhiệt độ chúng ta là sao. Rồi thì hiện tại là CPU đang là 71 độ C và chúng ta sẽ có cái quạt đang chạy. Sao chạy mát nhỉ? Có 50%. Quạt chạy có 900 vòng. Hay là anh ấy đang để chế độ là silent hay sao nhỉ? Em nghĩ hoặc là do cái trong main này chưa chỉnh. Main này chưa chỉnh. Năng mặc định. 7 mấy độ thực ra là nếu mà đánh giá là vẫn là mức nhiệt độ khá là thấp mà. Khá là thấp. Nếu thích thì phải hoan để mình sẽ reset lại trong BIOS và mình chỉnh lại quạt cho nó gọi là mạnh hơn. Hơn tức là nó sẽ từ nó cái kiểu nó chạy theo nhiệt độ CPU ổn hơn, tối ưu hơn. À, bây giờ mình đang đeo khẩu trang rồi. Rồi hiện tại system fan đang là 923 rpm thì mình sẽ chỉnh vào đây system fan để là xem nào temperature rồi fan speed, tức là hiện tại nhiệt độ là nó đang báo là để khoảng tầm trên 70 độ, chỉ 80 độ. CPU ra là bơm ra là 2500 vòng một phút nhỉ. Bơm 2500 hoặc là 952. Mình thử là full speed nhé. Đây, đây là full speed. Khi mà CPU nóng quá nó chạy ở mức này, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng hơi khó để chạy được cái mức gọi là full speed này nhé. Nó bật lại và sẽ chạy lại cái phần mềm HW Info và chạy lại cái Brush 5. Đấy, lúc nãy thì nhớ là con tặng Simulac là nó chạy khá là ồn đấy nhỉ. Đúng rồi, và nhiệt độ nó gần như là mắc rồi. Lên đến 9 mấy độ. À cái tốc độ của quạt là mắc rồi. Nhưng mà nhiệt độ vẫn lên khoảng 92, 93 độ. Rồi HW Info và chạy thêm cái Polar 95 như lúc nãy. Nhiệt độ CPU đang là 34 độ C nhá. Chạy Summon FFT một lúc mà để khoảng tầm 10-15 phút nhỉ. Trong khi đó chúng ta sẽ ngồi chỉnh thử cái LED cho con này. Thì hiện tại LED đang mặc định thì hãy dùng phần mềm RGB Fusion của Gigabyte để tất cả được kết nối qua khoảng một con main này rồi. Thì anh ấy muốn chỉnh thành màu xanh lá hoặc màu đỏ. Xanh lá hoặc đỏ. Hay màu gì? Đây rồi. Ok, thì chúng ta sẽ để thành màu xanh lá đúng không? Xanh thì chúng ta để màu xanh lá. Xanh này có cảm giác giống xanh hơi bị thế nào nhỉ? Xanh giống xanh laser. Đúng rồi. Kéo, nếu mà kéo lên đây chút thì sẽ kéo em nghĩ kéo lên chỗ này. Đây hợp lý hơn đấy nhỉ? Trông hợp lý hơn đấy, nó đỡ bị gắt. Nhưng mà có vẻ chế độ chuyển màu LED của Kia nó hơi bị giật đúng không? Trông hơi giật. Nó hơi giật. Hay là do speed, nếu mà kéo speed nhanh hơn nó có đỡ. Vẫn giật. Vẫn giật. Nó không thực sự mượt. Không mượt. Có lẽ là con tâm linh cao cấp hơn nó sẽ mượt hơn. Nhưng mà mình thấy được nó chớp qua chớp lại là hơi bị kém. Nó giật đúng như cái hình biểu tượng trên này luôn. Tức là có lẽ họ làm cái mức điện năng nó mức cướp nó hơi đấy. Rồi, để một xem là cây anh nghĩ. Rồi bây giờ hiện tại sau 17 độ mà CPU farm vẫn đang chỉ quay ở mức khoảng tầm là không tầm được 952 vòng. Thật sự thì chúng ta đang ngõ êm ái hơn khá là nhiều. Lúc này thì gần như là không có quá nhiều gió. Gần như không có quá nhiều. Tại vì vấn đề là CPU của chúng ta đang cảm thấy hơi mát.
nên là sẽ nó không chạy tối đa cái mức đấy của nó, không chạy tối đa cái mức tốc độ quay vòng của nó. Thôi về nhiệt độ chúng ta nếu mà tức là nếu mà cùng mức tốc độ quạt thì nghĩ là con này sẽ mát hơn. Nhưng mà nếu mà ở đây hiện tại chúng ta đang chạy tốc độ quạt này là quá chậm để nó tối đa cái sự gọi là sự yên tĩnh của nó ấy. Bố anh thực sự là nếu mà bộ này mà đẩy tốc độ quạt lên hết thì em nghĩ chắc là chỉ tầm khoảng 70 độ thôi. Ở đây khoảng tầm là mặc dù nhá, không chúng ta đang chạy ở mức thấp chứ. 52 phút, 50%. Trong khi đó CPU vẫn đang giữ khá là ổn định ở mức khoảng tầm 70 mấy độ, 80 độ ở đây chạy 395 là khá là nặng. Và bây giờ mình sẽ thử lại cái mức là cái mức gọi là maximum của này để nó mặc dù nó sẽ ổn một tí nhưng mà nó sẽ tối đa hiệu năng của bộ thả nhiệt. Mình nghĩ là anh ý cũng không dùng cái mức này đâu nhưng mà dùng đây là mức để thử, test thôi, để thử nghiệm như nào, thử nghiệm thôi. Tức là để cái này ở ngoài nhìn nó lại mượt hơn ở trong win này. À hay là do đang stress, có lẽ là đang stress thì em giật không? Hơi lạ nhỉ? Đang stress thì nó giật. Để nhà nhìn nó mượt mà hơn bao nhiêu? Rồi, này nháy tốc độ này là nhanh, là mượt. Rồi, ok, up đi. Đây, chúng ta để max speed toàn bộ. Đấy, các bạn nghe tiếng không? Bây giờ nghe thấy tiếng ồn rồi. Gió cũng nhiều hơn khá. Rồi, ok, chạy hạ tăng lượng info nữa nè. Rồi, hiện tại CPU chúng ta đang là 72 độ, 73 độ. 73 độ, ăn quả đang chạy là 2000 vòng một phút. Giảm một chút, tầm 70-72. Mát hơn một chút. Sau đây thì gió là bật lên khá là mạnh. Đây, cái co mát nhất là khoảng tầm 70 mấy độ. Nhưng mà có lẽ cái mức này nó sẽ hơi bị ồn nhỉ. Nếu mà tối ưu thì em nghĩ thể giảm tốc độ quạt như lúc nãy. Ừ, như lúc nãy là hay hơn. Bây giờ là việc buổi đêm cũng ok mà căn bản là bình thường có bao giờ dùng đến cái mức như này đâu. Bây nãy tôi giảm khoảng tầm 5-6 độ so với cả việc mà chúng ta để quạt tốc độ trung bình. Nhưng mà để quạt như này thì nó khá là ồn. Nên là bây giờ mình sẽ là đóng lại con tự chỉnh lại chế độ quạt như cũ để chế độ quạt gọi là silent và sau đó mình đóng máy lại và giao hàng cho anh ý ở chỗ Phạm Hùng. Phạm Hùng bây giờ chúng ta đóng như rồi chúng ta sẽ chỉnh lại quạt ở cái mức normal. Xong. Ok. Êm ái hơn nhiều nhỉ. À, con này là có led ở đây nữa. Có led ở phía nóc. Nóc có led ở dưới đúng không? Dưới. Chắc chỉ trên thôi nhỉ? Trên. Chỉ led ở Việt được thôi. Nó sáng lên cả logo có xe ở đây. Dùng với cái phần này sáng khá là đẹp, còn cái phần led sẽ tôi thấy là nó hơi bị lộ led này. Nó hơi gắt. Nhưng mà cái được cái là cái phần led này nó chiếu vào trong cái main nhìn phía sau cũng khác rồi. Ừ, phần led chiếu vào main thì nhìn đẹp. Sáng rõ và khu VRM. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái máy đi nhá. Và chúng ta sẽ đóng máy và kiểm lại đồ nhỉ. Đóng máy, kiểm đồ thôi và sau chuyển đến chuyển chỉ của anh. Rồi. Thì bây giờ mình đóng lại đi. Giới thiệu với các bạn, đây là bạn Long, là chủ nhân của bộ máy rất là xịn này và chủ nhân của con mèo rất dễ thương ở đây luôn. Thì các bạn thấy đây, chào mọi người đây. Đây là góc gaming của bạn Long và rất nhiều máy tính nhá. Mình thấy là ba bộ máy tính và mỗi bộ đều là nét MLV rất là lập lòe. Nghe bạn không? Bạn sẽ ngồi chỗ nào nhỉ? Đây, em chỗ em này. Chỗ đây. Vâng. Chỗ này mình càng nhanh ạ. Ghi cái thứ ở trên rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ lắp máy vào trong này nhá. Và anh lắp vào đây cho em. Bạn thùng không? Nhiều năm vui phết. Đây. Máy mình này thì rất là tháo cái lâu vâng, rồi nhỉ? Vâng ạ. Tháo lâu rồi. Tháo để bên cạnh thôi đúng không? Cái màu gì? Màu xanh anh ạ. Xanh là màu xanh vàng. Tới bên này có cái phần mềm chỉnh ấy. Anh cài phần mềm này em. Ừ, anh cài rồi. Trước tại vì anh thấy em chưa có cài nên là vâng. Bây giờ anh cài thêm lại cho em rồi. Thế em tự tay bóc rồi không? Đây. Bóc bóc siêu cho nó. Đây, okay. Sáng tức bừng thoải mái. Đây nhá, cái phần mềm đấy là phần mềm RGB tiêu chuẩn này. Hôm nay em chỉnh led toàn bộ máy muốn màu gì xong rồi được màu vàng này. À. Xanh này. Ok. Ok, thì em thích nó chạy RGB này lẫn xịt động cũng có.
Ôi, em thấy để đồng bằng hơn, áo quê kìa. Thế này thôi có gì vậy? Thế này thôi. Áo hay chỉnh, nhỉ? Chỉnh các chế độ vào trong này. Có nhiều chế độ lắm, về kiểu vâng. Nghịch. Nó có nhiều, rất là nhiều chế độ. Nhưng mà đây là đang nháy hay đang đồng màu vậy? Đây đang đồng màu đấy. Đây nó có chế độ, đây là nháy nhá. Nhưng mà nó vẫn nháy này anh này. À em không có nháy, em chỉnh static là không nháy. Thì nó sẽ đứng yên này thôi. Và còn cái nào nháy nhỉ? Cái flash à? À nháy là pulse này, flash nháy nhanh hơn. Double flash thì nó còn nhanh hơn nữa. À ok. Double flash, ok ok em hiểu. Nói chung là có nhiều chế độ lắm. Mình về mình có thể điều chỉnh các thứ thoải mái được. Rồi bây giờ đây bộ máy đã setup xong. Và đây là góc làm việc của chủ nhân. Thì đây là bạn Long thì đấy, anh cũng có giới thiệu qua chút về cái bộ nước này. Thì đây như em thấy hôm trước về cơ bản anh cũng đã nói qua rồi đúng không? Vâng. Thì đây là cái bơm này. Đây là con block CPU. Còn trên này là cái rack. Đấy thì anh đã bố trí được nước là từ nước sẽ hút từ trong này và sẽ đẩy qua cái khu vực. Đây là cổng out của bơm này, sẽ đẩy vào CPU để làm mát con chip. Và từ con chip này nó sẽ đẩy lên cái rack này để làm mát cái nước và nước nó sẽ chảy lại về đây. Và tất cả cái hệ thống này thì đã được setup cho đồng bộ màu với nhau rồi. Thì chưa dễ dàng điều chỉnh qua phần mềm này thôi. Đấy, em thích màu gì thì em chọn lên này. Nhưng mà màu em thích là hai màu xanh và đỏ thì mình cứ ấn vào đây thôi là xong. Còn về cái xong thì mình chọn luôn ở đây được cái gì? Ừ đúng không? Đấy, mình cứ chọn đấy thôi, đơn giản mà. Về cái hiệu năng cái này thì anh đã test rồi, so với con tản khí thì chắc nó sẽ giảm được khoảng gần 20 độ so với cả cái tản khí trước không đủ. Thế thường thường máy chính của nó là bao độ ấy? Không dùng tản nhiệt đấy. Nếu mà chạy đơn giản bình thường thì nó sẽ chỉ khoảng 80 độ thôi. Cái con tản khí 80 độ thôi, nhưng mà hôm trước anh có test một vài cái bài nặng hơn thì nó lên đến khoảng 90 độ. Đấy thì khi mà lắp cái tản này vào thì thứ nhất là nó vừa êm hơn và thứ hai là nhiệt độ nó mát hơn rất là nhiều. Vâng. Thế thì vừa chơi game vừa làm việc ok rồi, mát rồi. Ok rồi. Thì em có thể nói qua một cái cảm nghĩ của em khi mà nhìn thấy cái bộ máy này không? Vâng, ngày trước ấy thì là em có định mua hàng ở bên mình rồi. Vì em biết là bên mình thì dịch vụ với lại cách chăm sóc khách hàng khá là ok. Đấy nhưng mà đợt đấy thì bên mình là hết hàng như em muốn nên là em đã mua bên khác. Thì thời gian gần đây thì có rảnh thì em có qua bên mình để được tư vấn về cái bộ tản nhiệt đang có ấy. Ok. Sau khi mà anh gửi ảnh trước ấy thì hôm qua thì em khá ưng. Bây giờ bàn giao thì em cũng ưng ấy. Ok, thế thì thay mặt hàng công tư thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến em và chúc em là sẽ thành công cho công việc và sử dụng cái bộ máy này sao cho nó ưng ý nhất. Vâng. Cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn em.